Qua hai chuyến công du Thái Lan và Nhật Bản vừa qua chúng ta đã thấy được sức ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng, không chỉ đối với người công giáo chúng ta, mà đối với cả những nước được Đức Thánh Cha viếng thăm. Vậy Đức Giáo Hoàng có quyền lực thực sự như thế nào? Hãy cùng Trung Thành Chất Media tìm hiểu cụ thể nhé! Theo Giáo hội Công giáo La Mã, Đức Giáo Hoàng là đại diện Thiên Chúa ở Trần Gian, là người dẫn dắt tinh thần cho toàn bộ hơn 1,3 tỷ người dân Công giáo La Mã trên khắp thế giới. Đức Giáo Hoàng được coi là vị vua chuyên chế duy nhất trên thế giới ngày nay được bảo vệ bởi các quy định của Liên Hiệp Quốc và các công ước quốc tế, đó là không một tòa án nào trên thế giới được xét xử. Theo sắc luật của nhà thờ công giáo, Đức Giáo Hoàng được hưởng quyền lực tối cao, đầy đủ, trực tiếp và phổ quát đối với linh hồn của 1,3 tỷ giáo dân công giáo khắp thế giới. Đức Giáo Hoàng có quyền quyết định cả những vấn đề mang tính cá nhân như kết hôn, phòng tránh thai, nạo phá thai, chết nhân đạo. Với tư cách người lãnh đạo Vatican, Đức Giáo Hoàng cũng là nguyên thủ quốc gia. Chính vì vậy, để thăm viếng nước nào Đức Thánh Cha đều phải nhận được lời mời chính thức từ thủ tướng, như sự việc Nhật Bản đã gửi lời mời Đức Thánh Cha từ năm 2014, qua rất nhiều công đoạn chuẩn bị, đến tháng 11 năm 2019 thì Đức Thánh Cha chính thức công du đến Nhật Bản trong 3 ngày, chúng ta cùng cầu nguyện để một ngày không xa Đức Thánh Cha nhận được lời mời đến thăm Việt Nam. Ngoài ra, chỉ có duy nhất Đức Giáo hoàng mới có quyền bổ nhiệm các giám mục ở mọi giáo phận trên thế giới. Dù tòa Thánh Vatican có diện tích nhỏ nhất hành tinh với nền kinh tế phi thương mại, nhưng Đức Giáo Hoàng và Vatican có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Đức Giáo Hoàng thường xuyên được bình chọn vào danh sách những người có quyền lực và ảnh hưởng nhất hành tinh do tạp chí Tham và Fox bình chọn. Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 ba lần được Tham bình chọn vào danh sách top 100. Trong các năm 2007, 2009 và 2011, Đức Giáo Hoàng thứ 264 do An II được Tham bình chọn là một trong bốn người có ảnh hưởng lớn nhất với nhân loại của thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21. Đặc biệt, Đức thánh cha Francisco luôn được bầu chọn trong top 10 người có quyền lực nhất tinh liên tiếp từ năm 2013 đến năm 2018. Đức Giáo hoàng được đánh giá là một trong những người được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Sau hiệp ước Lateran được ký giữa Vatican và chính quyền Italia năm 1929 với phần quy định về đảm bảo an ninh cho Vatican và người đứng đầu tòa thánh, hơn 100 vệ binh Thụy Sĩ luôn túc trực bảo vệ Đức Giáo hoàng, chưa kể hàng nghìn nhân viên tình báo của CIA, FBI, đặc nhiệm và mật vụ Italia cảnh sát Italia, đội hiến binh Vatican. Theo luật quốc tế, khi công du nước ngoài, giáo hoàng được bảo vệ bằng mọi giá bởi các cơ quan an ninh chuyên nghiệp nhất của quốc gia đón tiếp. Một trong những chiến dịch bảo vệ Đức Giáo Hoàng nghiêm ngặt nhất là chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 tới Israel năm 2009. Hơn 80.000 nhân viên an ninh bao gồm mật vụ, đặc nhiệm, cơ động, cảnh sát, binh sĩ, quân đội và hàng chục ngàn nhân viên an ninh chìm phản gián đã được Israel triển khai trong chiến dịch chiếc áo choàng trắng, được gọi là chiến dịch an ninh vô tiền khoáng hậu. Tổng thống Mỹ luôn được coi là người bảo vệ nghiêm ngặt nhất, nhưng trong chuyến thăm của Tổng thống George Bush năm 2008 đến Israel cũng chỉ có 3.500 nhân viên an ninh và cảnh sát được huy động. Trong chuyến công du vào tháng 4 năm 2008 của Đức giáo Hoàng Benedicto 16 tới Mỹ, Tổng thống George Bush hồi đó đã huy động tối đa lực lượng an ninh, với 15.000 cảnh sát và mật vụ ngang bằng với lực lượng mà Lầu Nam Góc sử dụng để bảo vệ các kỳ họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc với sự tham dự của hàng trăm nguyên thủ quốc gia khắp thế giới và an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama. Trong chuyến thăm của Đức giáo hoàng Benedicto 16 tới quốc gia Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm 2006, có tới 15.000 cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh trong bối cảnh hàng chục nghìn người biểu tình phản đối giáo hoàng tránh xa nước họ. Theo BBC, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết an ninh trong dịp này còn được thắt chặt hơn trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ George Bush năm 2004 hay gần đây nhất là chuyến công du đến Nhật Bản và Thái Lan của Đức Thánh Cha Phanxicô. Tổng lực lượng an ninh được huy động lên đến hơn 30.000 cảnh sát. Mỗi khu vực ngài đi qua đều được thắt chặt an ninh. Các giáo dân khi đến tham dự thánh lễ đều phải trải qua hai lớp an ninh kiểm tra nghiêm ngặt. Khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II qua đời vào tháng 4 năm 2005 trước khi Hồng Y đoàn gửi giấy mời tham dự đến các nước thì hơn 200 nguyên thủ quốc gia và phái đoàn ngoại giao đã thể hiện nguyện vọng muốn tham dự. Trong số các gương mặt quen thuộc nhất là các tổng thống và phó tổng thống Mỹ gồm George Bush, Bill Clinton, Ngoại trưởng Condoleezza Rice, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Anna, Vua và Nữ Hoàng Tây Ban Nha, Bỉ, Thủ tướng Anh, Thủ tướng Đức, Hoàng tử xứ Wales, Thủ tướng Canada, Vua và Nữ Hoàng của Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy. Nhiệm vụ đảm bảo an ninh được coi là lớn chưa từng có trong lịch sử hiện đại đã khiến Hồng Y đoàn lo ngại Vatican có thể bị tấn công khủng bố nên phải kêu gọi giúp đỡ từ bên ngoài. Trước khi tang lễ được cử hành vào ngày mùng 8 tháng 4, chính phủ Italia đã ban hành lệnh cấm bay trong khu vực bán kính 5 dặm tính từ Rome. NATO thậm chí còn triển khai hệ thống máy bay chiến đấu và tên lửa đất đối không, bệ phóng tên lửa chống hạm và đất đối không quanh Vatican. Bên cạnh đó, quân đội Italia triển khai nhiều tàu chiến tuần tra ngày đêm. Trong khi cảnh sát tuần tra giám sát chặt con sông bao quanh rồm, hơn 1.000 tay súng bắn tỉa cùng hàng chục nghìn cảnh sát giả phá bom mìn được triển khai khắp nơi. Qua video trên các bạn đã hiểu được tầm quan trọng của Đức Thánh Cha, không chỉ với giáo dân chúng ta mà còn với toàn thế giới. Vì vậy chúng ta cùng cầu nguyện để một ngày không xa được đón ngài đến với quê hương Việt Nam. Cùng chia sẻ video để lan tỏa và cầu nguyện nhé.